Bộ phim điện ảnh kinh dị của Hàn Quốc này nghe nói còn đáng sợ hơn cả Bệnh viện ma ám, rốt cuộc có phải là thật hay không? Mọi người xem xong thì so sánh một chút, nếu chưa xem Bệnh viện ma ám thì có thể xem thử nha. Trong một thôn nhỏ ở Hàn Quốc, có một đám người ngồi với nhau đang tổ chức nghi lễ trừ tà. Sau khi bà đồng nhảy mấy vòng thì đi vào trong phòng. Vừa mới đi vào, cửa phòng đột nhiên tự động đóng lại. Không lâu sau, trong đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của bà đồng. Dân làng mở cửa phòng ra xem thì bà đồng đã chết ở trên xà nhà với một tư thế kỳ lạ. 4 năm sau, ở trong một trường đại học nào đó, có 5 sinh viên tụ tập lại với nhau. Họ là thành viên của một câu lạc bộ tên là 0,0 MHz, câu lạc bộ chuyên đi khám phá các sự kiện siêu nhiên. Nghe đồn rằng khi sóng não của con người giảm xuống còn 0,0 MHz thì có thể thấy hồn ma ở trong truyền thuyết. Tên của câu lạc bộ cũng xuất phát từ đó. Sau khi họ biết được có một sự kiện ma quái xảy ra, trong một ngôi làng có một ngôi nhà ma đáng sợ, họ quyết định đi tìm hiểu. Nói làm là làm, 5 người bắt đầu cuộc hành trình tìm cái chết. Ở trên đường, Yun Jung với Tae-su cười cười nói, hoàn toàn không quan tâm đến căn nhà ma, chỉ có So-hee nhìn có vẻ đầy tâm sự. Hóa ra bà nội của cô ấy là một bà đồng, mà So-hee cũng được di truyền năng lực của bà, cũng có năng lực ngoại cảm. Lần hành động này cứ làm cho cô ấy thấy bồn chồn. Ở trên đường, So-hee còn thấy hồn ma của một cô học sinh. Sau khi đi qua một đoạn đường núi, cuối cùng họ cũng đến nhà ma. 4 năm trước có một người phụ nữ treo cổ tự tử chết ở đây. Từ đó về sau, ở trong làng cứ vài 3 ngày lại có người chết. Người chết đều từng bắt nạt người phụ nữ này. Thế nên họ mời bà đồng đến để trừ tà. Sau khi bà đồng cũng chết, dân làng đều lần lượt dọn đi khỏi nơi này. Bây giờ ở đây mọc đầy cỏ dại, hoang tàn, đổ nát. Sau khi So-hee đến đây thì cảm giác bất an còn mạnh mẽ hơn. Đám người bắt đầu kiểm tra xem hoàn cảnh của nhà ma. Còn So-hee thì lại mơ hồ đi vào trong rừng, giống như là có thứ gì đó đang gọi cô ấy. Đột nhiên có một bà già xuất hiện túm lấy vai của So-hee. Cảnh tượng thay đổi, So-hee về lại căn nhà ma. Mấy người khác đang chuẩn bị bữa tối, không ai chú ý đến sự khác thường của So-hee, tưởng rằng cô ấy chỉ đang say xe. Còn về việc So-hee vừa trải qua chuyện gì thì về sau chúng ta sẽ biết. Đến tối, mọi người đã dựng lều xong. Sau khi lắp xong camera thì bắt đầu đọc thuật gọi hồn không biết học ở đâu. Sau khi Yun Jung đeo thiết bị dò sóng não lên thì nằm lên chỗ người phụ nữ đó tự tử. Tiếp đó họ lấy ra 2 con búp bê thế thân giống y hệt nhau, một con treo lên trần nhà, một con được đặt trong một cái chậu chứa gan bò. Nghe nói như thế thì có thể gọi hồn ma đến. Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ, Hàn Súc đọc thần chú gọi hồn người đã chết, mời người ngồi. Vừa đọc xong thần chú thì Yun Jung bắt đầu co giật, giống như là có hồn nhập vào vậy. Trong lúc mọi người đang thấy hoảng sợ thì Yun Jung lại cười phá lên. Hóa ra đây chỉ là trò đùa dai của cô ấy, những người khác đều bị cô ấy dọa cho chết khiếp, đành tản ra khắp nơi. Sang-yeop đi nghỉ ngơi cùng với So-hee, Han Suk chạy vào trong rừng đi vệ sinh, Yun Jung cùng với Tae-su ở lại trong phòng, thể hiện tình cảm trước mặt con búp bê thế thân này. Lúc Han Suk đi vệ sinh gặp phải một con chim lông dài, Han Suk thấy hứng thú nên chạy đuổi theo con chim, cuối cùng con chim chạy vào trong một cái hang rồi biến mất. Han Suk thấy nhàm chán, quay về chỗ quan sát camera, đúng lúc từ trong camera thấy được, Yun Jung với Tae-su đang chim chuột nhau. Anh ấy yêu thầm Yun Jung, chỉ có thể tức giận mà chửi thề một câu. Đến nửa đêm, đột nhiên trời nổi sấm sét, bên ngoài đổ mưa lớn. So-hee sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Sang-yeop, một đôi bàn tay màu đen giơ ra từ phía sau cô ấy, che lấy miệng cô. Thế mà lại là bà lão mà đã gặp lúc ban ngày. Bà lão nói rằng cô ấy đã đến rồi, không cần lo chuyện bao đồng. Mà trong mắt của Sang-yeop lại không thấy bà lão, chỉ có So-hee đang run bần bật. Cùng lúc đó, Han Suk đột nhiên phát hiện ra máy đo sóng não của Yun Jung ở trong phòng đang tụt xuống nhanh chóng. Lúc tụt xuống 0.0 thì Yun Jung tỉnh dậy, sau đó cô ấy đi ra ngoài, hành vi vô cùng kỳ lạ, mắt biến thành màu trắng, dọa cho Han Suk một trận. Lúc hoàn hồn thì Yun Jung đã biến mất rồi, anh ấy lập tức gọi những người khác dậy. Trong một góc tối họ tìm ra Yun Jung, Yun Jung hoảng sợ cầu cứu mọi người, sau đó chui vào trong hang. Giống như là phát điên vậy, mọi người lập tức kéo chân của cô ấy lại, thì đột nhiên thấy một cái mặt quỷ. Tay của mấy người họ buông lỏng ra, Yun Jung bị kéo vào trong hang rồi biến mất. Sau khi Yun Jung bị kéo vào trong hang, thì có vô số sợi tóc bọc cơ thể của cô ấy lại. Vào thời khắc mấu chốt, Tae-su đập vỡ hang cứu Yun Jung ra ngoài. Đúng lúc mọi người chuẩn bị lái xe rời đi, thì So-hee đột nhiên mở miệng, ra lệnh cho Han Suk đốt 2 con búp bê kia đi, không thì ác quỷ sẽ luôn bám lấy họ. Han Suk bị So-hee quát thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh ấy ôm hận trong lòng, không hề đốt búp bê đi mà vứt búp bê vào trong hang. Sau đó mấy người đưa Yun Jung vào trong bệnh viện. Dường như mọi thứ đã qua đi, nhưng họ không biết rằng lúc này Yun Jung đã bị ác quỷ nhập vào. Sau khi Han Suk về nhà thì việc đầu tiên làm là sao chép đoạn video Yun Jung với Tae-su thể hiện tình cảm lại, chuẩn bị bán ra ngoài kiếm tiền. Sau đó lén đến bệnh viện định nhân lúc Yun Jung hôn mê lợi dụng một chút, nhưng Yun Jung lại đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó vô số sợi tóc quấn lên người anh ta, siết chết anh ta ở ngay trên giường. Hôm sau Yun Jung tỉnh lại, dường như đã quên mất chuyện tối qua. Nhưng chỉ cần đến tối thì ác quỷ sẽ chiếm lấy cơ thể của cô ấy, bắt đầu làm điều xấu. Đầu tiên cô ấy mê hoặc Tae-su, khiến anh ấy chết vì tai nạn xe. Sau đó đi mê hoặc Sung-yeol, khiến anh ấy treo cổ tự tử. Cùng lúc đó, So-hee dựa vào video mà camera quay được, biết rằng Yun Jung đã bị chiếm hữu cơ thể rồi. Cô ấy vội vàng chạy đến nhà Sung-yeol, đúng lúc cứu được Sung-yeol đang chuẩn bị tự sát, mà Yun Jung cũng ngất đi. Khi cô ấy tỉnh lại, So-hee giải thích với họ rằng
Ác quỷ ẩn giấu trong cơ thể của Yun Jung. Chỉ cần Yun Jung đi ngủ thì ác quỷ sẽ xuất hiện, cho đến khi họ chết hết mới thôi. Cách duy nhất chính là đưa ác quỷ về. Thân là người thừa kế của một gia đình ngoại cảm, Sohee đương nhiên cũng biết một số phép trừ tà. Sau khi ba người quay về lại ngôi nhà ma, Sohee bố trí một lúc rồi bảo Yun Jung về vị trí lần trước, sau đó bảo Sung Yeol dù cho thế nào đi chăng nữa cũng không được vào trong phòng. Lúc cô ấy bắt đầu trừ tà cho Yun Jung thì bà lão lại xuất hiện. Hóa ra đó là hồn của bà Sohee, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Trước đây cô ấy gặp bà nội ở sau núi còn bị bà nội bịt miệng lại. Đấy đều là do bà nội nhắc cô ấy rời khỏi nơi này, con ác quỷ này quá mạnh. Thấy Sohee cố gắng trừ tà, bà quyết định hiện thân giúp Sohee trừ tà. Sau đó bà nhập vào người Sohee, huýt sáo, gọi ác quỷ đang nhập hồn tỉnh dậy. Huýt sao gọi mà để trừ tà, đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi ác quỷ tỉnh dậy, phát ra tiếng cười đáng sợ. Lúc đó gọi tôi đến, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi, dễ dàng thế sao? Sohee bị bà nội nhập vào, sau khi thấy giáo dục tư tưởng không có tác dụng thì cầm roi lên, dùng hết sức đánh Yun Jung, muốn ép ma nữ đi dại. Úc này ánh nến đột nhiên tắt ngúm, Yun Jung biến mất. Khi Sohee mở đèn pin ra thì thấy một cảnh vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy đầu của Yun Jung đột nhiên quay 180 độ ra đằng sau, lộ ra nụ cười đáng sợ. Sohee không nhiều lời, xông lên trước ấn Yun Jung xuống đất. Đúng lúc này, Sang Yeop ở bên ngoài, nghe thấy Sohee đang gọi mình. Do dự một lúc anh ấy đi vào trong phòng, nhưng thứ anh ấy thấy lại là Sohee đang bóp cổ anh mình. Do lúc nhỏ vì anh ấy mà đã hại chết anh trai, nên anh ấy thấy vô cùng tội lỗi. Lúc này thấy anh trai bị bóp cổ thì Sang Yeop giống như phát điên vậy, đẩy Sohee xuống dưới đất muốn bóp chết Sohee. Còn Yun Jung ở đằng sau lại mở một cái miệng đầy máu ra, một mớ tóc đen nhánh bò từ trong miệng của cô ra. Khi Sang Yeop tỉnh táo lại quay đầu lại nhìn, thì ác quỷ cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Yun Jung thì trở lại bình thường. Con ma trông quá đáng sợ nên không cho các bạn xem nữa. Lúc ba người muốn bỏ chạy, Sang Yeop bị tóc của ma nữ chặn lại kéo vào trong hang. Vô số sợi tóc quấn lên người Sang Yeop, anh liều mạng giãy giụa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sang Yeop móc bật lửa ra đốt cháy tóc của ma nữ. Lửa lớn ngay lập tức bùng lên, ma nữ cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Sang Yeop thoát nạn, nhưng bạn tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc rồi sao? Vậy thì bạn quá ngây thơ rồi. Sau khi ba người rời khỏi căn nhà ma được một thời gian sống yên ổn, một ngày Sohee gặp được Sang Yeop ở trong quán cà phê. Lúc Sang Yeop nghe điện thoại, Sohee xem video ở trong máy tính của Sang Yeop thì bất ngờ phát hiện ra, lúc này Sang Yeop thật sự vẫn bị nhốt ở trong cái hang đó. Cũng có nghĩa Sang Yeop vừa rồi chính là con ma nữ đó. Mà đúng lúc này có một đôi tay đặt lên vai của Sohee. Bộ phim cũng kết thúc trong ánh mắt hoảng sợ của Sohee. Bộ phim này nói với chúng ta, ra ngoài đường nhớ mang bật lửa, nhỡ đâu gặp phải một con ma tóc dài thì sao? Tập của ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những điều thú vị sắp tới nữa nhé. Còn bây giờ thì phải nói lời tạm biệt rồi. Chào thân ái và hẹn gặp lại!